Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái dự án Dương Nội này thì nó rất là gần với cái trục đường chính Lê Trọng Tấn Hà Đông mọi người ạ. Và với cái dự án này thì có 6 căn, có cái hướng là hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc mọi người ạ. Với cái dự án 6 căn nhà này thì vừa gần như là hoàn thiện xong tới 95%. Với cái hiện trạng nhà thì sổ đỏ đầy đủ, pháp lý đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của cái căn nhà này. Đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế nó khoảng tầm hơn 2 mét, cách với trục đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 100 mét thôi mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay một trong 6 căn và đa bán một thì chỉ còn 5 căn, giá chào bán chỉ từ 2 tỷ 650 triệu đồng một căn mọi người ơi. Với căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam, Ngọc Ánh sẽ quay căn nhà này gửi tới quý vị. Toàn bộ những cái căn ở đây thì đều như thế này, hiện trạng là đều đang có một chút cái phần dọn dẹp và phần hoàn thiện cuối nữa là có thể bàn giao nhà cho khách hàng. Với cái phần thiết kế chính của ngôi nhà thì cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa inox 304, bên trong đây là cửa kính. Với căn nhà này Ngọc Ánh quay thì giá chào bán là 2 tỷ 750 triệu đồng. Và ở đây thì còn 3 cái căn nhà ở phía bên mặt trong của cái căn nhà này thì là có giá 2 tỷ 650 triệu đồng mọi người ạ. Và phần hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Với cái căn nhà này diện tích 30m² nhưng thiết kế khá là tối ưu cái công năng với thiết kế 4 tầng. Phần phòng khách của ngôi nhà thì được hoàn thiện gần như là chỉnh chu rồi. Thì đây là kệ tivi này mọi người ạ. Và ở đây là cái tấm PVC nhựa để trang trí. Một cái không gian phòng khách khá là hài hòa. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì nó rất là gần với lại trường tiểu học Kim Đồng. Với vị trí của nó là thuộc cái đường Ỷ La, phường Dương Nội cho nên nó rất là gần với lại cái trục đường Lê Trọng Tấn mọi người ạ. Và từ cái vị trí căn nhà này thì xung quanh gần như là trường tiểu học mầm non cấp 1, cấp 2 đầy đủ hết cho quý vị. Đi làm, quý vị nào mà làm ở khu vực Hà Đông hoặc làm ở khu vực Hoài Đức, hoặc là quý vị từ đây mà có đi làm lên cái trục đường kéo dài Tố Hữu Lê Văn Lương rất là hợp lý nha. Giá chào bán cho một cái căn nhà cả nhà và đất là từ 2 tỷ 650 triệu đồng. Đó, vô cùng hài hòa, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà có hỗ trợ vay của ngân hàng. Đây, trần phào thạch cao thiết kế quá là ok. Với cái điện này được thiết kế lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước, từng nhà, từng căn riêng biệt mọi người ạ. Tiếp theo đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó còn một chút về cái phần ngổn ngang nữa, về cái phần hoàn thiện nữa là xong hết, dọn dẹp nữa là xong hết. Xung quanh bếp thì được là ốp kính, ốp bếp. Còn lại thì cái phần mặt bếp là ốp đá granite. Đây, chậu rửa, vòi rửa và hệ thống nước ở đây cũng được thiết kế rồi. Nước sạch mọi người ạ. Đây, phụ kiện bếp đi kèm. Thiết kế xong hết rồi. Nó với cái tủ bếp này thì thiết kế là tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt, với cái độ bền của nó cũng tầm được 7 đến 8 năm mọi người ạ. Đó. Đây, mặt bếp đây. Đây là cái phần để tủ lạnh mọi người nha. Đó. Ngoài ra với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng như là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống cầu thang đây, đi lên đây, được thiết kế ở đây là một cái vách lam gỗ mọi người ạ. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh review khá là chi tiết về đường ngõ, giá cũng như là cái hướng. Hướng nhà này là hướng Tây Nam mọi người nha. Mời người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem cái ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không. Và đây Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 mọi người ạ. Đây như quý vị nhìn thực tế ở đây còn một số cái đèn LED nữa là chưa lắp đặt. Còn đâu thì phần hoàn thiện gần như là cũng ổn ổn rồi. Với cái thiết kế tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì mỗi một tầng thiết kế ở đây là gồm một phòng ngủ rất là rộng. Ở đây còn một cái nước sơn quấy nữa mọi người ạ. Cho nên là nhìn nó vẫn còn hơi một chút nó chưa được đẹp lắm. Đó. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần phào thạch cao. Đó, thiết kế vô cùng hợp lý. Cái cửa mở hướng ra phía bên ngoài đây, rất là thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đầy đủ. Căn phòng này thiết kế rất là vuông vắn. Với cái mặt tiền của ngôi nhà 3m4 mọi người ạ. Tất cả những cái căn nhà này đều rất là vuông mọi người nha. Đấy, cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Quan trọng rất nhiều anh vừa chia sẻ rồi, nó là vị trí ở đây nó là thuộc phường Dương Nội.
Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 2, đáp ứng cho quý vị với cái hệ thống sen tắm này, bồn cầu này, lavabo bàn đá này, đáp ứng cho quý vị đầy đủ cái công năng sử dụng theo từng tầng. Đó, căn nhà này thì chỉ còn dọn dẹp vệ sinh công nghiệp nữa là xong hết rồi. Tiếp theo mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Quý vị ơi, đây là cái phía tầng 3 Ngọc Ánh vừa bước trên lên đây. Mọi người ạ, nó thiết kế giống hệt như tầng 2. Nói chung với cái căn nhà này, đây điện còn đang là chưa hoàn chỉnh nhưng mà cái ánh sáng vào trong ngôi nhà thì rất là đầy đủ mọi người nha. Cửa thông thoáng, đó ơi. Mở ra là rất là mát luôn đấy. Đường ngõ ở trước nhà rất là thoáng, cách với lại cái trục đường ô tô đi được khoảng tầm 100m thôi. Sàn gỗ công nghiệp, có một nước sơn nữa nha mọi người. Đấy. Đây, lắp nốt mới cho mình cái đèn led nên là ok. Giá chào bán của cái căn mặt ngoài này là 2.750.000.000. Như vậy với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 1.2 cho tới 1.3 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm nhá. Còn đây là cái phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây. Ở trên này là cái phần để chờ bình nóng lạnh này, bồn cầu này, lavabo đây mọi người ạ. Đặc biệt ở mấy cái phòng vệ sinh này này thì ở đây là có cái hệ thống gương mọi người ạ, gương sưởi, gương đèn rất là đẹp. Với cái căn nhà này thì chủ đầu tư thiết kế cũng khá là cầu kỳ ấy mọi người. Và phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà thì quý vị ơi, ở Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía tầng 4, ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha. Đây. Riêng ở trên phía tầng 4 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ mà thay thế vào đấy là lát gạch giả gỗ. Với cái phần tiếp theo của cái tầng 4 này thì ở đây chủ có thiết kế riêng cho mình một cái phòng nữa. Cái phòng này thì tùy cái công năng sử dụng, quý vị có thể làm phòng ngủ hoặc quý vị có thể làm phòng làm việc, phòng để đồ. Cái này thì như vậy, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi đó. Tiếp theo, phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây ạ, phần sân phơi đây, đây là cái phần để máy giặt. Đây, cầu thang đi lên ở phía trên tung mọi người ạ. Ở trên đây thì đã có cái bồn nước một khối ở trên tầng 4. Và phía dưới tầng 1 là có một cái bể ngầm 2 khối 7. Và có máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng sử dụng được mọi người nha. Đó, thiết kế cái công năng sử dụng quá là hài hòa. Đây, cửa phòng ra cái khu vực sân phơi. Xung quanh dân cư vô cùng đông đúc với cái thiết kế của căn nhà như Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà rồi. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0933 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.